Chúng ta sẽ xem hôm nay một bộ mới, Mass Standing, Trách nhiệm thế thân Original bởi ICG, tức là nguyên gốc ở bởi ICG sản xuất đấy. Thì mình nhớ lúc mình xem trailer của phim này là mình không hiểu lắm nha. Thì mình vừa phải đọc mô tả của phim á, thì mình đã hiểu. Ok, tức là mình cũng muốn giải thích cho các bạn cho nó dễ hiểu ấy, nhưng mình nghĩ là giải thích một hồi nó không không nó khó hiểu hơn. Qua cái kiểu dẹp mẹ đi để tao tự đọc còn hơn. Thì nếu các bạn nào mà cảm thấy cũng hơi khó hiểu ấy, thì nên đọc trước mô tả. Thì đây là gì, phim trường ở nước ngoài, và đây là Joe kéo áo cao lên nữa cậu, Ông chữ Trô, bên tài liệu. người đóng thế. Nghe đồng hồ cứ bên tòa thàn. Bé có một dự Chúng tôi án mới xin lỗi lời. ở nước ngoài đấy. Mấy ca thầm. Và hiện tại bây giờ bé đang có một quan hệ với Minh rồi. Thì Minh là một diễn viên. Và Alo. Alo. tức là Alo Minh. ở mô tả thì ghi Alo. là Minh chỉ coi Joe là một người thay thế cho Pitong. Pitong là một superstar, Chỗ đang thành phần ạ. diễn Alo. viên ngôi sao. Thì không biết là như thế nào, nhưng chút lại là bây giờ hiện tại bây giờ chắc chắn là Minh và Joe đang có một mối quan hệ partner sex, yêu hay không như nào thì mình cũng chưa hiểu lắm. Chắc là bọn nó sẽ có mối quan hệ kiểu romance ở hiện thời điểm hiện tại. Tự ý là nó chỉ coi Joe là thay thế thật á, cho Pitong á. Ý là ví dụ như mình không đi được biển Hạ Long thì mình tắm tạm ở cái hồ đầu làng á hả, như nào nhiều lắm nha. Nó cũng mát mà. Go to hell. Lao xuống địa ngục nào. Bùm 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 bùm. Bé sẽ phải gặp tai nạn ở đây. Drift. And die. Oh my god. Đứt dây. Giá như đấy là mối quan hệ của mình với chủ nợ thì tốt. Mà không. Đó là sợi dây cáp. Chìm vào trong bóng tối. Bé lại, bé tỉnh dậy nha. Trong một người แม่ผมเสียไปนานแล้วนะครับ
ม่ใช่มันเล่าถึงยากุไม่ใจเย็นนะครับพอดีคนไข้เนี่ยนอนหลับไป2ปีช่วงแรกๆอาจจะมีอาการสับสนนิดหน่อยช่วงนี้ก็ต้องให้เวลาเขาปรับตัวนะครับไม่ได้สับสนเลยครับผมว่าพวกคุณน่าจะเข้าใจอะไรผิดกันนะครับเดี๋ยวทางโรงพยาบาลเราจะตรวจเช็คร่างกายให้อีกทีนึงช่วงนี้พักผ่อนเยอะๆนะครับเดี๋ยวคุณแม่ไปให้ข้อมูลของคนไข้กับที่ห้องผมหน่อยนะครับโจเดี๋ยวแม่มานะพ่อคุณคุยล้วนดีกว่าคุยtrước khi đi cho cháu lấy một cái khăn ướt lau mặt được không trời ơi. Tiên chúng ta bị một người lớn tuổi lạ mặt hôn ấy. Đúng không? Châu sẽ cảm thấy thế. Nhưng đây là cũng là tên là Châu, một body à không ạ, ý là một người khác. Châu đang ở trong thân thể một người khác cũng tên là Châu. Đó. Thế nó lằng nhằng ở chỗ đấy đó các bạn. Khác hẳn. พวกเขาไม่ได้เข้าใจผิดผมนั่นฮะที่มันอยู่ในร่างกายกันแน่ Yeah Joe in Joe What không bắt được beat này nhá. Yeah. Đấy đó. Chúng ta sẽ phải sống tiếp với cái body của Châu này. Nhà mình có ở quận nhất không mẹ? Nếu mà ở quận nhất thì chúng ta là mẹ con. Khó đó nè hấp. Tại lúc ba mới dù léo ạ. Sống xài chứ chứ chô mượn căn. Khó đó lại ở bên phịt con. Điều đó. Điều là lúc ba sẽ sẵn lập ở dưới lạc của lao. Maybe. Châu kia đúng không? ชื่อโจใช่ไหมล่ะบังเอิญมากเลยแต่ก่อนพี่ก็มีน้องที่สนิทกันชื่อโจเหมือนกันเขาน่าจะโตเองหน่อยนะไม่ห่วงเราหล่อเขาเยอะแล้วตอนนี้เขาเป็นไงบ้างครับมันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอ่ะโจมันตกหน้าผาหายไป2ปีได้ละยังไม่เจอร่างเลยครับทุกวันนี้เราอะดีกว่ามันต้องเยอะกลับมาได้เนี่ยจริงเนี่ยโจ้เลยไอ้ยังงี้มันต้องอยู่อีกกี่วันตึกละกี่พี่ไอ้เนี่ยโอ้ยเต้นสิไอ้อ่อนเด้อตอนแรกยากแค่บาทตลกชื่อโจใช่ไหมล่ะบังเอิญมากเลยแต่ก่อนพี่ก็มีน้องที่สนิทกันชื่อโจเหมือนกันไม่เหมือนกันหรอกอีละแกอันไหนจริงละ người anh cũng chơi có vẻ thân thiết đấy của Châu thế thân Châu làm nghề thế thân kia
Ok, thì tức là chúng ta sẽ móc nối từ đây đấy. Tại vì cái anh này có liên quan đến Châu mệt mỏi quá, gọi là Châu gì, Châu Châu Thế Thân nhá. Và Châu Châu gì? Châu làm nghề đóng thế. Còn đây là Châu. Trời ơi, không gọi nổi luôn á. Mệt mỏi nhá. Nhưng chắc là ông này chúng ta sẽ phải móc nối với cái quá khứ của Joe làm nghề đóng thế từ cái anh này. Dạ. Có một điều là mình cái phim này mình không tìm thấy cái Rachel Kalaza không rõ lắm, nên là mình thấy mọi người cũng chỉ để 60% ấy. Thì đây nhìn chung gọi là quy tắc chung của series xem ICG là 60% ấy. Còn nếu mà nhà sản xuất nó có khác thì khác, còn nhìn chung là còn cái series này cũng được sản xuất bởi ICG nữa thì mình sẽ chỉ lấy 60% thôi ha. Thì chúng ta sẽ phải như thường lệ thôi, chúng ta sẽ phải cắt bớt đi rất nhiều. Thì P. Hood của chúng ta ấy, mẹ này tên là P. Hood đấy, cái người mà lúc đầu mà chơi cùng với nói chuyện lúc đầu đấy, thì anh ý Chào mừng. có một cái studio làm phim, sản xuất phim, chính là nơi mà Joe làm nghề đóng thế ngày xưa làm việc. Thì bây giờ Joe mới này lại vẫn về cái vị, vẫn về cái đơn vị cũ của nó làm việc, hiểu không? Thế sẽ bắt đầu thấy mệt nhé, không muốn nói về Joe Joe nha. Nó đi chơi chỗ. Thì Mà mình uống cái châu châu tằm á của Highland thế nó kiểu cũng ngon lắm thể là cái hả? thằng nó không phải thằng Spy gì thế này mới đi rồi Không liên quan lắm nhưng mà gọi là mình thấy uống cái trà ấy. Trà châu. Bây giờ đều nói được là trà dâu tằm, trà châu tằm. Mọi sức ý là cái trà mà trà châu, trà dâu tằm ấy nó sẽ ngon hơn cái đá xay dâu tằm. Khi quay lại với phim của chúng ta thì chúng ta sẽ thấy là Joe Joe nó quay về đây, nó làm việc chính ngày, chính là cái nơi nó làm việc ngày cũ lâu ấy, thì nhìn với về những rồi cái đồng nghiệp cũ của nó luôn. mấy người ta đi hết tung Tuy nhiên thì nó không có tự tin, tức là anh út này, Pi út cũng có gợi cho nó làm ở vị trí ở đội đóng thế, tuy nhiên thì nó không thể thoải mái, nó muốn làm ở vị trí khác, nó chắc là chưa cảm thấy tự tin sau cái vụ tai nạn đó, thì nó làm muốn làm ở đội đạo cụ. Và có ok, rồi nó làm ở đội đạo cụ. có Và Minh đang đến cái studio này mà bé cảm thấy khá lo lắng khi nghe được thông tin đó. Chúng ta sẽ gặp nhau. Này cái đấy mà nó chuyển cảnh kiểu mượt nhỉ, thì trông kiểu xuất sắc luôn. Mượt mà kiểu không cảm thấy nó chuyển cảnh. À không cảm thấy nó transit ấy. Minh ở thính nhỉ, thính lắm luôn. Ngửi được tâm hồn của đối phương luôn nha. Not so fast, baby. ความรู้สึกนี้ช่างเหมือนกับเหตุการณ์วันนั้น
เมื่อ3ปีก่อนที่ผมเจอเขาครั้งแรกเยอะ2ตั้งแต่มิงได้ตึงแล้วตั้งใจกันมาก่อนแล้วเปล่ามิงชื่อตึงกับยังว่าคุณทำคนผิดนะครับนี่มันตัวแล้วตึงลำติงไว้ตำหูหนูเก่าchúng ta sẽ phải gặp nhau. Chúng ta sẽ gặp lại nhau 3 năm trước. Đi chỗ lơ đẻ ra đó. Mày có phải tẻ em rồi. Ô, có bằng sao cái này đi cơ hiểu được bài rồi đó. Cái lần nào thì một con làm bơ gặp Pitong. Tông xảy ra là ba. Bật tiền ra, bật tiền ra. Này mình chết. Mình đang chưa đánh giá được bé Châu này là diễn ok không nhỉ? Oh my god. Yeah yeah. Châu là có bóng lưng cực kỳ giống Thong. Thật sự nhá. Mình không. Mình thấy mình đang kiểu bị lờ lững. Kiểu là trâu. Vậy trâu này diễn nó có ok không? Phân biệt được nhá. Thong đâu? Thong thực sự đâu? Mình nhìn nó với ánh mắt cực kỳ khát nước nha. Yeah. Rút nước bọt đấy. Để đấy chứ nè. Chính chính là lâu dốc sinh em đã hại cả một lời. Thế thì Pi Tông đó. Lèo Pi Tông. Thấy Châu in action rồi hiểu không? Cho Mac, à chắc Châu rồi nè. Cho Mac đó. Khó đôi đi nè ครับ, ที่มาสายวันนี้ว่าผมได้รับฟูดซัพพอร์ตมาครับ Mac G ถ้าเกิดว่าไม่อิ่มยังไงเนี่ยมีฟู้ดทัชอยู่ข้างหน้าอีก 2,000 ครับสวัสดีครับอ้าวพี่เป้าสวัสดีครับเป็นไงบ้างเนี่ยกียากิติป่ะใช่มั้ยพี่ช่วงนี้แดกอะไรมันสลมอ่ะเครียดเหรอพี่เครียดเรื่องอะไรอ่ะเครียดเรื่องไอ้ฟิวนิดหน่อยไม่กับบาลานซ์หายไม่ค่อยเวิร์คช่วงเนี้ยครับพี่โอเคสู้ๆแล้วกันนะครับพี่ไปที่นี่ไปหนึ่งโกไปอ้าวโจเป็นไงบ้างวะหายดีจริงๆแล้ววะเพิ่งหมดรอบแรกไปครับเพิ่งหมดรอบแรกเหรอวะยังไม่ต้องรอจับเซตใหม่เลยวันนี้กูมาช้ากว่าหนึ่งครึ่งชั่วโมงเลยวะขอบคุณมากนะเว้ยขอบคุณมากขอบคุณมากโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับอืมอ้าวโยเป็นไงบ้างผอมลงแล้วเนี่ยฮะก็เหมือนเดิมเหรอพี่ชื่อก็ยังชื่อยิ้มเหมือนเดิมครับยิ้มเหรอพูดดีนะพี่แก่แล้วอะถึงสากันเลยใครบอกว่าแก่อะพี่ก็ยังหล่อเหมือนเดิม
หลิงนี่กลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยผมเพิ่งลงเครื่องเมื่อเช้าเลยอ่ะผมเรียนจบแล้วพี่ว่าจะกลับมาอะไรทำไงพี่นึกว่าเราจะอยู่ยาวเลยที่ชื่อซอนนั่นแหละมันติ้งแค่กดโจดอาจุกขุนี่ก็ต้องแวะมาห้องบ้างแล้วป่ะโอ้กูท่องอะไรมิงก็รู้ว่างานที่ยุ่งขนาดไหนแต่พี่ก็ฝากของไปทางเมลแล้วนะอันนั้นไม่นับสิพี่ตรงนี้คืนนี้พี่จะเลี้ยงข้าวผมเป็นการถ่ายโทษเลยโอ้มิงวันนี้พี่มีถ่ายทั้งวันเลยอ่ะคงต้องถ่ายยาวๆไปถึงค่ำเลยเอาเป็นคำหน้านะช่วงไหนก็แบบโวยวะตรงผมสนานหาพี่เลยนะพี่ตรงครับผมขอเติมลิฟต์ให้พี่หน่อยได้ไหมได้เดี๋ยวพี่คอยแต่งหน้าก่อนนะไปคุยกันครับBiết là mình thích nó. Nó muốn tránh. Và là anh chị đã có cái lịch sử gì đấy. Đi bên này, để đi bên sau. Đây có lại không?พี่มาเถอะนะฝนมันจะตกแล้วด้วยเวลานี้ก็หารถยากอีกว่าสามีเขาถือฟุตบอลแบนได้ยินโอเคไหมเนี่ยแล้วซาวผมเดี่ยวเนี่ยพี่ไปส่งผมแถวตัวขาแล้วนะแล้วคิดยังไงน้องมีอะไรที่เคยเล่าหลังหรือสินกก็วิ่งต่อแล้วก็รอหลังเขาเดี๋ยวสิเนี่ยมึงเกยไว้ชื่อหนุ่นเนี่ยเนี่ย không biết nó có lo lắng không nha nó có lo lắng real hay không thì không biết nha thế là cảm thấy nó kiểu bị tranh vinh như nào ấy đèo nhau về rồiBắt đầu một quan hệ đấy. Không nghỉ quê rồi ạ. Nó tịt là nó phải làm được thế ạ. Không. Đi chiếc trồn á. Thế thìกี่กูฟิกครับแล้วนี่เราเป็นแฟนคลับพี่ตรงเหรออืมแต่จริงตอนแรกพี่นึกว่าเราเป็นดาราด้วยเนี่ยเห็นหน้าตาดีหรือว่าเราเป็นดาราด้วยป่ะลูกไหนแบ๊ะเพิ่งเชื่อละงวยเศร้าเนื่องจากแบ๊ะละงวยเศร้าตัวฟังเพลงเลยไหมฮัลโหลอยู่ไหนเนี่ยแท็กซี่เหรอครับว่าจะแวะไปหาเจ้หน่อยแวะมาหาพี่ก่อนพี่เตรียมมาที่รอรับหนุ่มต้องเรียนรอเลยแท็กซี่เดี๋ยววะพี่ไม่ได้เลิกหรือเปล่าวันนี้เตียนชิดไหมอ่ะไหมพี่รอผมเหรอแหมเราเนี่ยยังเซอร์ไพรส์ไม่ได้เลยทำไมพี่จะเซอร์ไพรส์เราบ้างไม่ได้มีโชคดีนะที่เมย์เขาไปเช็คกับบูธเราไปแล้วมาลีไว้ให้ตั้งแต่เช้าเลยนะไม่มาให้ไวเลยนะนี่เจ๊เพียงหูอ่ะก็ผมเปลี่ยนใจแล้วไม่พี่ทองพี่ทองผมไปที่ไหนก็ได้เออที่นี่นอนเดี๋ยวที่แล้วเราอยากไปที่ไหนก็บอกว่าไปไหนก็ได้ไงถ้าอย่างนั้นเลยแยกนี้ไปขวามือน่าจะมีร้านอาหารอยู่แล้วถ้าพี่คิดไม่ออกอ่ะ
พี่ก็ได้นี่em muốn đến nhà anh đến nhà anh đi nè chúng ta chỉ xem tivi thôi đéo vào thằng không ngủ nhé. Mình không hiểu tại sao các bạn ạ. Phải 7 tỷ phim dùng cái bài nhạc đấy luôn. Cái bài nhạc này này. Này này này. Này này. Ha? Bài này nó ở một cái nguồn free nào đấy hay như nào á. Mà đây là một cái show. À hoặc là cái bài này ở trong kho nhạc của ICG. Như phim đéo là nó không dùng ấy. Kiểu like. Mình biết là nó hay. Yeah, ok. บ้านพี่อยู่บนดาดฟ้าตึกนี้เราแน่ใจว่าจะขึ้นไปทำไมอ่ะพี่ไม่อยากเหรอเราจะเจอรุ่นนะอ๋อ my god เดินไปง่ายไปcủa này tốt nha. Thấy kiểu ma chạm lần đầu tiên đã cảm thấy kiểu bùm bùm nhá. Tình huống gì đây các bạn? Con này có gì? 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 Con nhau cái bagazu là chúng ta biết ai là chó đúng không? Bây giờ chúng ta phải chấp nhận một người là boss đúng không? Tung đồng xu đi các bạn. Mình thấy mỗi khi chúng ta không thể quyết định được, chúng ta hãy tâm linh một tí. Ồ. À, mình đúng là chẳng khó kiếm đấy nữa bảo nà. Ôi, nè tung mình khá gì em ạ. Nhưng mình đi kiếm lời lên đi. Sao mình tung cho cá kho bà. Như nào? Sổ hê à. Wow. Trứng luộc kiểu perfect chứ. Nhìn thì không tưởng trứng onsen đấy. Ôi, khói khói kín. Chẳng có bệt khó lắm. Cái hoa đâu mình nhìn mà quá. Không, mình nhìn mặt Joe mình cảm thấy lo lắng rồi ấy. Nó cứ tỏ ra nó bị lo lắng ấy. Nó không hiểu tại sao nha. Thì mình nhìn à?
เอาเลยที่เรากินไปก็อิ่มแล้วพูดเก่งขนาดนี้อ๋อมีคนมากินด้วยบ่อยดีก็ดีนี่พี่กินคนเดียวมาหลายปีแล้วเนี่ยตอนนึงเดือดท็อปยังไม่เด่นดีมันก็ต้องมีเผื่อไว้บ้างแล้วดูนานๆทีพี่จะได้ใช้ดันมีคนมาแย่งที่ใช้อีกเราไม่เซมมาให้เดี๋ยวท็อปขึ้นมาทั้งทีอ่ะไม่ได้เอาได้อิ่มเพียงดีให้เดี๋ยวท็อปช่างเงาเนี่ย1 2 3 4 5 6 7คืนนี้ผมขอค้างที่นี่ได้ปะthực sự là phải có một đứa chịu làm boss đúng không mới được đúng không, chắc là vậy rồi. Mình nghĩ chắc là học để thú vị cho Châu làm boss đấy các bạn. Còn đây mày à, còn khi mình thèm rồi nữa. Amazing đấy khi là sắp chi càng cái này nè. Ôi cái thóc lọc toàn nó không một nửa. อย่างเราดูก็รู้เราไม่เคยนอนพื้นเลยใช่ไหมล่ะวันเซ็กส์ขึ้นมานอนด้วยกันสิไม่เป็นไรหรอกนอนไปเลยขึ้นนอนได้เดี๋ยวจะได้ผมลงไปนอนด้วยtiếng chó sói hú to dần lên nào dưới ánh trăng tròn hoa thu ไม่ทำปกติติ่งแล้วเด้อแม่เอาจริงๆก็ไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องโพลนั่นเองแต่ว่าเดี๋ยวเชื่อพี่แค่ยังไม่เคยลองเดี๋ยวเชื่อเจ้าลิงหาดแม่พี่ก็แปลว่าผมเกือบจะได้เป็นคนแรกของพี่แล้วเจ้าโจลำบอสจริงช่วยช่วยด้วยมันไอ้ที่โจลำบอสเอ๊ะchơi bời đi để mọi người xem còn xem nào. Tao đóng tiền ICE tháng này. Xem nó có ích tí nào. Mình nếu mình còn đi tìm chẳng ra bao giờ. Tao đã đôi chân nhìn rồi ạ. Thì mà nó sẽ mình còn không mà chìm mình nữa này đó. Như mình cái năng lượng của nó cũng hơi boss hơn một tí, chắc là sẽ chấp nhận làm boss. À Joe ấy, bộ sách phim này thì mình bị quan trọng ai boss hay top vậy, tại bọn nó đề cập đi chứ bình thường các bạn thích làm con mẹ gì cũng được, chỉ cần làm nhau là được. Ok nếu mà hai top thì thực ra cũng được, thì chúng ta có thể mua hai quả bí ngô rồi đục hai lỗ và
lại đi mua anh bánh cuốn gì hay đi thật rồi. Để lại 5.000 bạt nhỉ, trên bàn nhỉ. Nhìn quanh nhà nhỉ. Mình cảm thấy yeah, nó hay ho, nó thú vị. Và một cái điều đó là mình cảm thấy nó cứ khiến mình cái nhìn mặt của mình à, của Châu là mình cảm thấy nó cứ bị lo lắng. Mình không hiểu nhá. Bạn có bị không? Bạn xem bạn bị không? Thề luôn. Cái đây gọi là nét không phải là do nó diễn không được đâu, tức là nó mình thấy chắc là mình thấy khách quan là nó diễn ok, nhưng mà có cái điều gì đấy, cái thần thái của nó bị lo lắng. Mệt nhá, nhìn nhăn mặt nó nhiều mệt, có vẻ như là chúng ta có thể thấy là có vẻ như mình cũng không chắc lắm, nhưng mà như là Bitong và May là chị gái của Minh á, thì Tong với May có vẻ đang có một mối quan hệ romance yêu đương thì phải, mình cũng chưa chắc lắm. Thì họ buôn điện thoại hồ mày này thế như thế. Hello. Thì thế là lý do Minh nó không thích. Và ăn cơm của mình thế này. Thì hai anh em ăn đi ăn với nhau. May cảm thấy không khỏe, thế nên là Trang sẽ phải đi. Chị ngỏ, lâu gặp đều lại thế này. Gặp đều lại nè. Lâu có. Và mình cảm thấy rất chán luôn. Rất cực kỳ chán. Thế nên nó đã gọi Châu đến. Và Châu nó đã dính rồi. Không, con xuống bây giờ mà. Thế nên có thể là mình lo nàng bao. Rồi nhí, mình đòi mơ phía bên này à? Ai bỏ. Mình đã nói dối các bạn ạ. Đi màu hả? Tại 10 phút nữa mình miss từ bằng tay. Thế là cái này nè. Thế mà mình bảo mình xuống luôn đấy. Ồ, cái này cái kín mới một lâu. Rồi nhí. Ô, mình mới dạy cái này. Mình kêu là mình ใหญ่ไปเยอะมากเลยนะ โอ้ มาก ค่ะ ขอ สั่ง ก็ สั่ง เอง Nhà mình bắt đầu thấy thích bé Châu này hơn nha. Bé có cái gì đấy rất hay ho nha. Thì
ี่นึกว่าถึงจะลืมพี่ไปแล้วสิพี่อะลืมผมไหมvẫn cái bác có su đấy thôi. Hôm nay chúng ta dùng nhá. Hôm nay chúng ta chắc chắn dùng rồi. Đưa tận na đi rồi nha. Khi lừa một cái đai cho. Cái sao mà làm được nhỉ? Nó nhìn rõ nét luôn nhá. Đó. Sắc quân này hợp đi. Vẫn khởi mà này hợp đấy. Mình nói cho sẵn là này. เออกินแล้วฟองอะไรอ่ะเอาไม่ดื่มมาเสิร์ฟเลยไหน nó gọi đúng món của anh Thao thích cho Minh ăn à cho Châu ăn nhỉ cái sự lo lắng của nó mà mình thấy hàng vừa nãy từ thấy từ đầu đến giờ ấy từ Châu ấy ở đây nó hiệu quả cực luôn thề super slay xuất sắc hít nha. Mình ngỡ mũi thôi chứ chả liên quan gì thật sự. Hôm nay dính chắc rồi. Thì đây chúng ta đã hiểu là nó thực sự coi Joe là một sự thay thế cho Peter. Nó chỉ có buồn. Yes. Yes. Amen. Chúng ta đã thành được. Joe sẽ là boss. Xuất sắc. Ủa. Thêm. Đừng dùng bài nhạc này nữa đi man.
mà nó không dùng bài nhạc này mình thấy là mình xì khói thật thôi, tại vì ai đâu đây bài khác hay sao, hay là đoạn khác của bài đấy giáo viên như thấy nó cứ quen quen. God. Này không phải bị nướng đâu nha, mà nó có kiểu gì ấy. Thấy Châu rất xinh nha, mình thấy Châu xinh, nó xinh dần và kiểu thế. Các bạn có bị giống mình không? Nếu nhìn mặt Châu nhiều nó cảm thấy nó cứ bị lo lắng kiểu gì, nó rất lo lắng luôn. Không hiểu sao cảm giác như nó cứ bứt rứt ấy, cứ bứt rứt như kiểu mình làm sai điều gì ấy, mình ngủ với người yêu của bạn hay là nó, mình không làm thế luôn ý, mình chưa bao giờ nghĩ như vậy, mình sẽ mình chốt lại. Dù là như thế đi, nhưng nó cũng là một loại cảm giác. Nó hay ấy chứ, kiểu nó hay. Không biết, không sao là mình cảm thấy nó tổng kết lại là nó hay. Nó hay nha, nó hồi hộp nha. Nó cứ kiểu bị, nó cứ tranh vênh kiểu đèo gì ấy. Không tả nổi luôn ý. Mình không biết mình đang nói về cái gì đâu nha. Chứ lại là mình thích xem, có thể kết luận ra là nhiều.